Chào anh em nhá. Chào mừng anh em đến với lại kênh YouTube của shop Tân Ánh Song Ngọc Ánh nhá. Xin giới thiệu với anh em đánh chim đêm, chuyên nghiệp kinh tế hay là anh em chơi văn nghệ nhá. Trong clip hôm nay giới thiệu cụ thể chi tiết với anh em về cái check titan, check kèn dùng cho đánh chim đêm nhá. Đây. Cái củ check này gọi là 4 ohm 5W nhá. Nói chung là cái check này là dành cho đánh chim đêm là phù hợp nhất. Cái miệng kèn đây, miệng kèn là 11 này, 28 này nhá, là phù hợp cho đánh chim đêm nhất. Và thứ hai nữa là em ấy bé con đi. Thứ hai nữa là cái giá thành ấy là nó phù hợp cho anh em chơi nhá. Nó có hơn 400 nghìn một chút thôi, một đôi nhá. Thì bây giờ hướng dẫn anh em từ cái cách đấu nhá. Đầu tiên đây là cái check mới này. Mình về mình đến kìm, mình bẻ cái chân này xuống để cho nó khỏi mắc tai ra, cho nó gọn gàng nhá. Bẻ nó xuống nhá. Thế còn hôm nay tôi sẽ thử cái âm thanh của cái check này ấy, là qua cái đầu BNJ nhá, đầu BNJ 253. Đây. Đây. Hàng này là hàng Việt Nam nhá. Hàng Việt Nam, nõn cao, hay anh em còn gọi là cái hỏa tiễn này này. Cái búp cao nhá, âm thanh phóng rất là tốt và có thay thế côn thì là chất lượng nó cũng không thay đổi nhiều nhá. Tới đây tôi sẽ thử trên cái đầu BNJ 253 nhá. Đầu đánh chim đêm này các bác này nhá. BNJ 253 này. Cái loại này thì là nó có màn hình, có Bluetooth nhá, có điện 220V. Thì bây giờ đang ở nhà, tôi sẽ test trên cái điện 220V nhá. Đây. Khi các bác dùng điện 220V rồi, dùng điện 220V ấy, thì cái công tắc này mới có tác dụng này. Mình bật công tắc lên này là cái đầu hoạt động nhá. Đấy. Thì bây giờ để tôi hướng dẫn cho các bác cái cách câu. Thì bây giờ ví dụ như là dây đỏ là dây dương, được quy định là dây trắng này. Dây âm được quy định là dây xanh này. Nha, mình chuẩn bị lên 4 dây. Chuẩn bị 4 dây nhá. Đây. Thì bây giờ cái đầu này nó sẽ ra hai vế. Thì mình câu từng vế một nhá, câu từng vế một. Đây. Đây các bác nhìn này. Cái kẹp nhựa này, mình kẹp xuống nhá. Mình bấm cái kẹp nhựa xuống, nó hở lỗ ra này. Rồi mình cắm dây điện vào. Xong mình nhả lên là sẽ kẹp lại nhá. Đây, ví dụ như dây trắng sẽ quy định nó là dây dương cho cộng đỏ, dây xanh thì sẽ cho vào chân đen. Đây là một vế. Thì một vế bên này. Tương tự như vậy, mình sẽ câu vào cái loa chân của cái check. Cái này các bác thích phân biệt âm dương thì phân biệt, nhưng thực ra thì câu dân nào cũng được. Thế còn phân biệt âm dương thì trên này này, trên cái tai côn này nó có này, cộng trừ này. Thì đây tôi cứ buộc đúng đi. Dây trắng thì buộc vào bên dấu cộng nhá. Dây trừ, dây xanh thì buộc vào bên dấu trừ. Đấy. Dây xanh buộc bên dấu trừ này. Thế bây giờ cái này ấy, nó là một cái loa check dạng kèn. Nó muốn phát được âm thanh ấy, nó phải chạy qua cái âm ni thì mới phát được âm thanh nhá. Thế một số các bác là chưa chơi bao giờ thì mua về, anh em chưa chơi bao giờ mua về thì không biết dùng, hỏi bên shop là câu như nào cho nó kêu. Câu bảo nó toa nó kêu được à. Đấy nhá. Thực ra là không kêu được nhá, phải câu qua cái âm ni mới kêu được này. Đây nhá. Tiếp tục bên này. Chân xanh này vào cực đen. Đấy. Và chân trắng này vào vào cực đỏ này. Nhá. Rồi mình để câu tiếp vào một cái check nữa. Thế còn trường hợp mà đây là tôi câu cho hai cái check. Thế còn trường hợp mà các bác dùng tới 4 cái hoặc là 6 cái thì các bác có thể là câu nối tiếp ra nhá. Câu nối tiếp ra có nghĩa là câu từ cái chân check này này. Câu từ cái đôi chân check này dẫn ra cái check khác, chứ không cần thiết phải câu từ đầu. Không cần thiết phải câu từ cái âm ni đâu. Nhá. Đây, dây trắng buộc vào dây vào cực cộng này. Đấy, thế này đã hoàn thành nhá. Mình xoáy kèn vào, xoáy phễu vào. Đấy. Với cái loa check này thì nó phù hợp cho anh em đánh chim đêm, đánh rẽ run nhá. Đấy. Đây nhá các bác nhìn nhá. Đây là cách đấu nó hoàn thành này. Thì bây giờ mình sẽ cho nó hoạt động nhá, cho hoạt động.
Đây là đầu BLJ253. Ở trước các bác bật công tắc nguồn lên, nó lên đèn này. Trước khi cắm thẻ vào các bác chỉnh nhá. Cái nút check này cho tầm khoảng trên 30-40% một chút. Nút bát chỉ nhích một chút thôi. 5-10% thôi. Âm lượng thì về 0 đi để cho khỏi giật mình nhá. Cắm thẻ vào. Đối với mỗi một cái đầu này ấy, mà khi các bác mua ấy, thì shop sẽ tặng cho các bác một cái áo thẻ. Đây, số lượng rất là nhiều, tặng cho các bác một cái áo thẻ đi theo. Cái áo thẻ có nghĩa là nó chứa cái thẻ nhỏ này này. Đây, cái này muốn dùng được thẻ phải có cái áo này nhá, các bác cắm vào này. Đấy, giờ cắm vào đầu ấy, các bác phải cắm đúng chiều. Cắm chiều này là không đúng nhá. Cái chiều mặt chữ này quay xuống dưới, cái lá đồng này quay lên trên. Cắm vào đây, cắm vuông góc rồi. Đó, nó nhận được nó sẽ đọc sang chế độ là SD này. Và khi đấy mình nhích volume lên. Đó. Volume lên. Thế còn trên đầu này là điều chỉnh các nút này. Next tới này. Đây nha các bác nhá. Cái này là cái mức volume âm lượng mới là 50% thôi. Anh em đánh chim thì chủ yếu là dùng cái 50-60% là được rồi nhá. Còn nhiều khi là cho đánh quá mức là nó chói, chim nó sợ nó không xuống rồi nhá. Đấy. Bây giờ những trường hợp đây là các bác dùng 2 chiếc, còn các bác muốn dùng 4 chiếc hay là 6 chiếc thì các bác câu nối tiếp từ đây ra nhé. Câu chân nào vào chân đấy, ví dụ như thế này. Đây, tiếp tục này. Đó, cái này tiếp tục kêu nhé. Đấy. À, đây là cái cách câu điện cho cái chiếc này, cách câu vào đầu này, cách dùng này. Thì đối với cái loa check này ấy, là phù hợp cho các bác đánh các loài rẽ run, chằng nghịch nhá, là tiếng rất phù hợp. Thế còn khi các bác đánh cuốc biển, chim lêm ấy, thì các bác sẽ dùng cái loa check này trong cái điều kiện môi trường nó là có mưa phùn hoặc là có sương mù nhiều nhá. Khi mà thời tiết mưa phùn hoặc sương mù nhiều ấy, là cái loa toa phóng của các bác đẩy âm thanh nó kém, không đẩy được, hầu như là không đẩy được luôn. Nhưng đối với dòng loa check này ấy, thì âm thanh đẩy đi rất là thoát, cực kỳ luôn, trong cái điều kiện là môi trường là sương mù hoặc là mưa phùn nhá, là các bác dùng cái này là cực kỳ tốt. Thì cái này là đánh chim bê được phù hợp này, giá thành thì bình dân này, có đủ các côn để cho phụ kiện thay thế nhá. Cái này nếu mà có cháy côn ấy, sẽ có côn thay thế. Thì đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bác cái cách thay côn luôn, rất là đơn giản nhá, rất là đơn giản. Các bác chỉ cần
đây là cái miếng côn này, đây là cái miếng côn này, gọi là cái côn này thì gọi là côn thay thế. Côn thay thế có nghĩa là không phải là côn zin. Côn zin heo hay chép thì là nó không có đâu, nó chỉ có một đôi heo chép thôi. Còn côn mình mua ngoài này thì gọi là côn thay thế, nhưng mà nó cũng đạt tới sấp xỉ nhau 90% nhá các bác nhá. Đấy, thay rất là đơn giản nhá, chỉ cần 4 con ốc này các bác xoáy ra. Đối với cái chép mà các bác hay mua ở cửa hàng điện tử ấy, như là hiệu Thum Bát hay là Thu Bét gì ấy, thì các bác thấy là nó không có cái tai này, nó không có bắt dây điện vào hai cái tai này, mà nó bắt dây điện bằng hai con ốc, hai con ốc nằm ở trên cái nắp nhựa này này chẳng hạn nhá. Nó có, sẽ có hai con ốc ở đây bắt dây điện vào đây luôn, có cái cực bắt điện ở đây, thì hai cái đấy là dính vào hai dây đồng vào cái côn ấy, các bác tháo ra rất là khó khăn, nhiều khi là bị gãy hết. Thế còn đối với loại chép này thì cực kỳ đơn giản, các bác nhấc ra này, cái phần côn này nhá, phần côn này sẽ nằm trên một miếng phíp, rời hoàn toàn như thế này, rời hoàn toàn như này nhé. Để thay vào thì các bác chỉ việc nhấc ra và thả miếng côn khác vào là đã hoàn thành rồi nhé. Miếng côn này thì đúng kích cỡ như vậy, côn 5W, các bác thả vào đây, đang thả vào đây nhé. Rồi chỉ việc bắt ốc lại là xong. Thế còn nhiều khi các bác lại đẩy cái tai này gửi cho các bác, nhiều khi là nó bị va chạm trên quá trình vận chuyển nhé, như thế này này, nó bị gãy mất nhiều cái, nó gãy hẳn như này luôn này. Đó, nó gãy hẳn luôn. Đó, nó gãy như này này. Đấy nhá, cái này hoàn toàn không ảnh hưởng, nó gãy như này luôn nhá. Đấy, trong quá trình va chạm thì các bác khắc phục bằng cách ấy, là để vào đây, ra ngoài thợ điện tử nhờ người ta hàn hai cái dây điện nhá, vào hai cực thước này này. Đây đã chờ sẵn hai cực thước như mình rồi, các bác hàn dây điện ở đây, các bác dẫn ra ngoài là các bác dùng trực tiếp bằng dây điện thì còn gọn gàng hơn, đỡ bị vướng, đỡ bị va hơn. Cái này là anh em ở gần nhiều khi là nhờ tôi là cắt đi, bẻ đi luôn và hàn dây vào để dùng cho nó gọn gàng nhé. Chứ cái việc mà cái côn chép gãy này nó là hoàn toàn bình thường, đơn giản nhé các bác nhé, khắc phục rất là dễ. Thế nhiều khi là do vận chuyển va chạm là đến tay các bác là cũng có thể là bị gãy đấy. Đây, đây các bác nắp cái này vào, úp nắp nhựa vào nhé, là đã thay thế xong cái côn rồi nhé. Đấy, cái này rất là đơn giản, ai cũng làm được nhá các bác nhá, ai cũng làm được, cực kỳ đơn giản luôn. Đây, xoay cái này vào đây. Các bác xoay đúng cái tầm lắp này vào, các bác xoay lại 4 ốc là xong nhá. Đấy, cái nựa nó đúng chiều là xoay được. Này nó rất là dễ thôi, không khó gì cả. Đây này này, đây là đúng chiều của nó này, là bắt đúng mỡ ốc của vào này. Vậy là đã hoàn thành cái việc thay côn chép nhé. Đây, rất là đơn giản các bác nhé. Các bác vặn vừa tay thôi. Đây, để tôi thử cho các bác lại luôn nhé. Tôi tháo dây bên này ra. Đây, vừa nãy là tôi tạm dừng nhé, tôi cho cái đầu nó chạy này. Tôi bỏ cái chép này đi này. Đấy, tôi ngắt cái dây bên kia đi nhá. Thế còn đọc dây bên này thôi nhá. Cái này là cái vừa mới thay côn xong nhá các bác nhá. Đây. Đấy. Đấy, các bác thấy đấy nhá. Giữa cái côn linh kiện thay thế và cái côn zin thì các bác nghe thấy âm thanh ấy, nó chỉ khác nhau rất là ít. Nó đạt cái côn linh kiện này này, nó đạt chất lượng âm thanh lên tới khoảng hơn 90%. Nói chung nó không thể đạt bằng đúng cái côn zin được, thế nhưng mà chất lượng nó không thay đổi nhiều nhá, âm thanh vẫn to, vẫn giòn, vẫn là tốt nhá. Thì cái đấy là cái ưu điểm của cái dòng chép Việt Nam nó nhọn này. Thế còn đối với cái dòng chép nhập khẩu ấy thì là mình thay côn linh kiện vào thì là cái chất lượng âm thanh nó giảm đi rất là nhiều, nó giảm đi 30-40% luôn nhá. Thế đối với chép Việt Nam này thì là chất lượng âm thanh hầu như là không có thay đổi bao nhiêu hết nhá các bác nhá.
Ở đây đây là toàn cảnh cái check về cách dùng, cách thay côn nhá. À, các bác mọi nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ với lại trực tiếp số điện thoại của shop nhá. Shop Tân Ánh Ngọc Ánh. À, loa check này, âm ly đánh chim đêm này, phụ kiện này, lưới này, tất cả các mặt hàng cho anh em đánh chim đêm. À, xin chào các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Và các bác cần linh kiện thay thế, côn thay thế có cả nhá. Rồi chào các bác.